Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin được cập nhật từ 17 giờ ngày 29 tháng 11 đến 17 giờ ngày 30 tháng 11 2021. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 199 ca mắc COVID-19 mới, tăng 149 ca so với ngày 29 tháng 11, nâng số ca mắc COVID-19 tỉnh Tiền Giang đến nay lên 24.887 ca. Trong ngày cũng đã điều trị khỏi 201 ca, nâng số ca khỏi bệnh của tỉnh Tiền Giang đến nay lên 19.487 ca. Trong ngày hôm nay, có ghi nhận 5 ca tử vong, nâng số ca tử vong tỉnh Tiền Giang đến nay lên 540 ca. Có 10 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày là thành phố Mỹ Tho 68 ca, trong đó phường 10 6 ca, phường 3 3 ca, phường 6 3 ca, phường 8 2 ca, phường 9 9 ca, xã Mỹ Phong 5 ca, xã Trung An 8 ca, xã Tân Mỹ Chánh 14 ca, xã Đạo Thạnh 9 ca, phường 2 2 ca, phường 4 3 ca và phường 5 3 ca. Huyện Châu Thành hôm nay ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó xã Tân Lý Tây có 4 ca, xã Tân Lý Đông 2 ca, xã Nhị Bình 1 ca, xã Tân Hương 2 ca, xã Điềm Hy 1 ca, xã Tam Hiệp 2 ca và xã Thân Cửu Nghĩa 1 ca. Huyện Cẩy Bè hôm nay ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, trong đó xã An Cư 1 ca, xã Hậu Thành 1 ca, xã Mỹ Đức Tây 1 ca, xã Tân Hưng 1 ca, xã Hậu Mỹ Bắc A 1 ca, xã Mỹ Hội 1 ca và xã Mỹ Lương 1 ca. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới, trong đó phường 4 1 ca, phường 5 2 ca, xã Bình Đông 3 ca, xã Long Hòa 1 ca và xã Long Thuận 1 ca. Huyện Gò Công Đông hôm nay ghi nhận 13 ca, trong đó thị trấn Dàm Láng 3 ca, xã Kiển Phước 1 ca, xã Tân Tây 1 ca, xã Bình Ân 5 ca và xã Tân Thành 1 ca. Huyện Chợ Gạo hôm nay ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, trong đó thị trấn Chợ Gạo 6 ca, xã An Thạnh Thủy 1 ca, xã Bình Phan 1 ca, xã Long Bình Điền 4 ca, xã Mỹ Tịnh An 2 ca, xã Phú Kiết 3 ca, xã Sông Bình 1 ca, xã Tân Thuận Bình 2 ca, xã Bình Ninh 3 ca, xã Thanh Bình 5 ca và xã Đăng Hưng Phước 6 ca. Thị xã Cai Lậy hôm nay ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó phường 1 8 ca, phường 4 5 ca, phường 5 3 ca, phường Nhị Mỹ 5 ca, xã Mỹ Hạnh Trung 2 ca, xã Mỹ Phước Tây 3 ca, xã Nhị Quý 2 ca, xã Thanh Hòa 1 ca, phường 2 1 ca và xã Phú Quý 1 ca. Huyện Cai Lậy hôm nay ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới, trong đó xã Bình Phú 2 ca, xã Hội Xuân 1 ca, xã Phú An 6 ca, xã Cẩm Sơn 1 ca và xã Tân Phong 1 ca. Huyện Gò Công Tây hôm nay ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới ở xã Bình Tân và Đồng Sơn, mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Huyện Tân Phú Đông hôm nay ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó xã Phú Đông 1 ca và xã Phú Thạnh 6 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay, có một địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là huyện Tân Phước. Bản tin COVID-19 hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.